Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 18 tháng 9 cho đến 7 giờ ngày 19 tháng 9 phổ biến từ 150 cho đến 350 mm, có nơi trên 400 mm, như Hương Phú 474,4 mm, Bạch Mã 486,2 mm. Từ hôm nay 19 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, trên các sông khu vực Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Ban Chỉ huy Phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã liên tục phát đi cảnh báo cập nhật về tình hình mưa lũ để người dân chủ động phòng ngừa. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông Ô Lâu và các sông miền núi ở mức báo động 1, sông Hương, sông Bồ, sông Trùy dao động mạnh nhưng ở mức sấp xỉ báo động 1, có sông trên báo động 1. Từ sáng nay 19 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Mưa cường độ mạnh nhất tập trung trong ngày và đêm hôm nay 19 tháng 9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Trong ngày hôm nay, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt là các huyện A Lưới, thị xã Hương Trà, Phú Lộc, cảnh báo cấp độ 1 về rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy cả công trình dân sinh, kinh tế, cả công trình đang thi công ven sông suối, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, các khu vực có đồi dốc lớn.